Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn về cách làm kem sữa chua túi trái bơ. Thời tiết nắng nóng như này thì kem sữa chua là một món ăn vặt được yêu thích nhất. Sữa chua đã rất tốt cho sức khỏe rồi thì sữa chua có kết hợp thêm các loại hoa quả, trái cây sẽ còn tốt hơn nữa. Đặc biệt là với trái bơ rất giàu dinh dưỡng. Và mùa này bơ lại đang sẵn và rẻ nữa. Vì vậy hôm nay các bạn hãy cùng với mình làm sữa chua túi vị từ trái bơ này để thưởng thức nhé. Nguyên liệu mình sử dụng để làm sữa chua túi trái bơ gồm có: bây giờ mình sẽ bắt tay thực hiện nhé. Để làm sữa chua túi vị bơ thì mình sẽ cần chuẩn bị bơ chín. Bơ mình sẽ bóc bỏ vỏ. Sau đó cắt nhỏ rồi cho vào trong máy xay. Mình dùng 500g bơ và cho vào 500ml sữa tươi, sau đó đem xay thật nhuyễn bơ. Bơ sau khi đã xay nhuyễn cùng sữa tươi thì mình sẽ lọc qua rây để loại bỏ hết những phần xơ ở trái bơ để thu được một hỗn hợp bơ mịn nhất. Sau khi xay xong bơ, mình sẽ đi pha những nguyên liệu còn lại. Mình sẽ cho đường, bột kem béo và một lon sữa đặc ông thọ vào trong một cái tô lớn, rồi cho vào 1 lít nước sôi, hòa tan hết những nguyên liệu này. Rồi mình sẽ cho bơ ban nãy đã xay nhuyễn vào. Sau đó mình sẽ cho nốt 500ml sữa tươi còn lại vào. Hòa tan hết những nguyên liệu này lên, sau đó thì mình sẽ để cho hỗn hợp nguội bớt. Các bạn có thể thử khi hỗn hợp chỉ còn ấm khoảng tầm 40 độ thì mình sẽ cho vào 2 hộp sữa chua không đường để làm sữa chua cái. Sữa chua không đường thì mình cũng sẽ để ở nhiệt độ phòng cho sữa chua hết lạnh hoàn toàn. Tiếp tục khuấy đều để hòa tan hỗn hợp. Khi hỗn hợp sữa chua và bơ đã được hòa tan hoàn toàn, bây giờ mình sẽ đem đi ủ nhé. Để ủ sữa chua thì mình sẽ sử dụng một thùng đựng đá, sau đó đổ hỗn hợp sữa chua vào. Và dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại. Sau đó đậy nắp thùng và để ủ khoảng tầm 6 cho tới 7 tiếng. Sữa chua sau khi mình ủ đủ thời gian là 6 tiếng, bây giờ mình sẽ lấy ra để đóng túi. Các bạn có thể thấy hỗn hợp sữa chua bơ của mình lúc này đã đặc, sánh lại và sữa chua rất là mịn. Đặc biệt có màu xanh của quả bơ cực kỳ đẹp mắt. Để đóng túi thì mình sẽ chuẩn bị những chiếc túi với kích thước 46, dây nịt để buộc sữa chua và một chai đựng tương để mình đựng sữa chua và cho vào túi cho dễ hơn. Mình sẽ chỉ việc đổ sữa chua vào trong chai, sau đó thì bơm vào trong các túi. Rồi dùng dây nịt để cột chặt túi lại là được. Cứ như vậy thì mình sẽ làm cho tới khi hết sữa chua nhé.
Sữa chua sau khi đã đóng túi xong thì mình sẽ đem bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh và chỉnh ở nhiệt độ cao nhất, rồi để sữa chua ở ngăn mát khoảng một ngày, sau đó thì mới chuyển sữa chua lên trên ngăn đá. Đây là sữa chua sau khi mình cho vào ngăn mát được một ngày, mình bỏ vào trong một cái hộp cắt tông rồi cho vào trong tủ, thì sữa chua lúc này đã đông lại, không còn lỏng nữa. Mình sẽ tiếp tục cho sữa chua lên trên ngăn đá, và khi cho sữa chua lên ngăn đá thì mình sẽ chỉnh nhiệt độ tủ số thấp nhất nhé. Đây là những chiếc kem sữa chua túi chảy bơ sau khi mình cho lên ngăn đá được 2 ngày. Lúc này sữa chua đã đông cứng lại hoàn toàn và mình đã có thể ăn được rồi. Sữa chua với màu xanh từ quả bơ rất là đẹp mắt. Và sữa chua thì khá mềm mịn, không hề bị cứng hay bị dăm đá. Khi ăn thì sữa chua có độ chua vừa phải. Đặc biệt sữa chua vừa thơm, béo béo, ngậy ngậy vị của quả bơ. Nếu như các bé nhà các bạn mà không thích ăn hoa quả thì các bạn có thể làm sữa chua như thế này cho con ăn. Con ăn sữa chua vừa tốt lại vừa kết hợp thêm được hoa quả nữa. Chúc các bạn làm thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.